Tháo. Yeah, chọn chúng Tào Tháo rồi. Mở màn chiếm hết thành trì xung quanh, phát triển tăng thu thuế, sau đó tăng cấp thành chính, tiếp tục phát triển quốc lực, mở rộng bản đồ, tiến đánh nước Thục. Hào đồ thứ chữ, Điển Phi từ hoãn xong lên cho ta. Lưu Bị lão nhi là ngày ngươi xong đời rồi, ta phải đè bẹp ngươi. Còn có tên cẩu tặc Tôn Quyền, ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Đại Kiều, Tiểu Kiều đều giao cho ta chăm sóc. Quá đã, thiên hạ này đều là của Tào Mãnh Đức ta.